Hi, xin chào các bạn. Bây giờ mình xin nói giới thiệu sơ qua về cái bộ preset mà mình bán. Bộ này có giá là 4 triệu rưỡi nhưng mà mình bán lại chỉ có 1 triệu 9 thôi, là tặng kèm luôn một cái phần mềm làm ra tự động mà mình cũng mua thì mình bán lại cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip về test màu để cho các bạn thấy được cái màu ảnh này nó sẽ ra như thế nào. Ở đây thì mình có tổng hợp một số stock của anh Nguyễn, của Kinkaka, chụp mẫu, rồi là của rất là nhiều các nhiếp ảnh gia, và trong đó là có rất là nhiều file, có với các file máy ảnh khác nhau như file của Nikon, file của Sony hay là file của Canon hay là file của Fuji. Thì đấy là mình có chọn lọc ra một số preset để mình test cho các bạn, để các bạn thấy trực quan như thế nào ha. Thì trước tiên mình sẽ thử với lại một tấm ảnh cưới các bạn nhé. Đó, mình sẽ mở bằng camera raw lên, camera raw hay Lightroom thì cũng như nhau thôi, và mình sẽ load cái preset màu của mình vào ha. Đấy, mình ở đây này, cái bộ mình bán cho các bạn thì nó sẽ có là tổng hợp gồm có bộ màu xanh panel, màu film memory và một cái phần mềm làm ra tự động. Đây mình sẽ trong thư mục mình các bạn tải về, các bạn khi các bạn mua các bạn tải về sẽ có như thế này. Thì trước tiên mình sẽ test cái bộ màu xanh panel trước. Ở đây thì cũng có khá là nhiều các thư mục reset màu, thì mình test thử một số cái thế nào ha. Cái màu mình hay dùng nhất đó là màu xanh panel studio này. Mình có thể chụp được cả cưới đấy các bạn nhé. Đây mình bấm ra như thế này đó. Mình cho cái này thì mình sẽ chỉnh sáng lên một chút thôi. Đấy, mình chỉnh sáng rồi coi như là xong, các bạn thấy ngọt ngào ha. Đấy, mình tăng thôi xong này đấy nha. Mình thử ảnh mẫu các bạn nhé. Đây ví dụ như mình chọn tấm ảnh này, ảnh mẫu Open in Camera Raw, mình bấm vào Load Setting, load màu, thử cái màu xanh nó luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, ăn luôn, rất là dịu dàng mềm mại. Màu xanh này có vẻ đang hot đúng không ạ? Đây các bạn nhìn nhá, nhìn nước da này, nhìn màu này. Đấy, mình test thử xem nó như thế nào ha. Đấy, mình ăn này. Tiếp theo mình sẽ thử cái này với cái màu đó với lại cái ảnh góc rộng, chụp góc rộng xem như thế nào. Của máy Canon vừa xong là mình thử máy này, là ảnh này là của máy Sony, lấy Nikon các bạn nhé. Đó, cũng ok luôn, máy Canon này với máy Canon về góc rộng này. Xanh đây thì rất là nhiều, các bạn có thể về các bạn có thể tự test xanh panel. Đấy, các bạn thấy chưa, ăn luôn nha, ăn luôn đấy, trong trẻo luôn. Đấy, các bạn thấy nha, ok đan này. Tiếp tục này, ví dụ mình thử cái một cái màu khác nha. Đây là cái màu gốc của hắn đây, như này mình lắp tinh này, mình chọn những cái mình thử với cái màu một màu là xem panel 2 này, màu phim này, này màu này mình cũng hay dùng đó các bạn ha. Nhìn này rất là ok luôn đó. Các bạn thấy có thể xem thử trước này, sau này, trước này, sau này, ok, đăng nhá. Đó, đấy là màu của file này, là file Sony các bạn nhé, file Nikon này. Ví dụ như mình thử mấy cái Nikon với ngược nắng xem nào, file của ngược nắng xem nào. Mình in camera raw này, mình sẽ chọn đến cái lock setting. Mình chọn đến cái màu xanh cabin xem nào. Đấy các bạn nha, ngon lành luôn. Mình sẽ đẩy sáng lên tí ở đây ra, bởi vì mình chụp ngược nắng này, da đang ở trong cái vùng ám xanh này, mình khử bớt cái một tí. Đấy, khử bớt một chút thôi, mình giảm contrast này, tăng cái hương xa đao lên này. Đấy, đây các bạn thấy chưa, ngon lành luôn nha. Trước này, sau này, đấy, sau này. Đó, đăng nha. Tiếp tục này, mình sẽ thử với cái bộ này, với cái màu phim xem nào.
lát setting nhé, một bộ màu phim button 2 này. Đó mình sẽ chỉnh qua cái ánh sáng lên này nha. Bạn nó ngon lành luôn nhá. Đó rồi, tiếp theo là mình thử bộ khác đi. Và mình những màu khác nó sẽ các bạn có thể biến biến thiên ở trên đó. Lock setting này. Mình sẽ thử cái bộ thứ hai là bộ phim Mary này. Các bạn nên dùng cái bộ Mary 400 này nhá. 400 ở mức 3 là mức trung trung bình này. Đấy. Đấy nha các bạn nhá. Đó. Đấy, chỉnh sáng tối hoặc chỉnh cái vibrance nó một xíu thôi. Này. Đấy, ảnh gốc này. Ảnh edit này. Đăng nhá. Đó, tiếp tục này, ảnh này này, open in camera raw này, bấm lock setting nhé. Đó, chọn cái màu phim 3 này luôn, 3 nhé, không 3 cộng là hơi hơi đậm này. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn nuột na luôn, cái này không phải chỉnh, ánh sáng nó ổn, ok rồi. Đấy, đăng luôn này, đó, chưa, mình thử với cái đây luôn nhé, ảnh này luôn nhé. Ảnh mẫu với màu màu phim này, loạt setting này, đấy, phim 3 nhá, 400 Hz3 này, đó, thì mình sẽ như thế này, nó hơi đang hơi hơi vàng, mình sẽ giảm bớt độ vàng của nó xuống này, cái nhiệt độ ca, nhiệt độ màu xuống này, đấy, trắng hồng luôn, ok, nuột luôn các bạn nhá, này, đấy. Ok chưa ạ? Rồi, đấy, tương tự như thế, mình thử luôn cái màu này luôn, xem nó có hợp màu không ha. Phim 3. Đấy. Ok. Mượt mà luôn nhé. Bạn nha, đấy, tương tự như vậy. Sẽ giảm bớt thông số của Wavelength thôi. Đó là chỉnh rất ít, các bạn chỉnh rất là ít, không phải chỉnh nhiều. Những cái thông số này các bạn đã hiểu rồi thì các bạn chỉnh rất là ít, nó rất là đơn giản thôi các bạn ấy. Đó, đăng nhá. Đó, tương tự như vậy những cái bộ ảnh khác đây, bây giờ mình thử cái này thì nó cái này với cái này giống nhau rồi. Ví dụ mình lấy thằng màu này bóc copy đây thôi, paste setting mình chỉnh đó, như cảm thấy nó hơi thiếu sáng. Những bức ảnh này chụp rộng hơn thiếu sáng thì mình để sáng lên này, để sáng lên chút này, đấy. Để cả lên trên, các bạn thấy chưa, mượt mà luôn này, giảm bớt contrast xuống là xong nhé. Đấy. Các bạn có thể cân đối với bức ảnh của bạn, nhưng mà các bạn sẽ có một cái gam màu nó chuẩn chỉ như vậy ha. Đan này tiếp tục nhé. Ví dụ như cái ảnh này chụp bằng của anh Lý Nguyễn này. Anh Lý Nguyễn này ở Hải Phòng, chụp mẫu rất là đẹp nhé. Đấy. Các bạn có thể nhìn này. Ví dụ như file này là file Sony, của file Sony, file gốc. Đấy. Nó da nó hơi khá là vàng này, các bạn thấy chưa? Đấy. Chập nắng đẹp. Đấy. Chụp rất nghệ thuật. Mình open in camera raw này. Tiếp theo là mình sẽ load cái này, mình sẽ chơi cái màu xanh xanh panel nhé các bạn nhé. Đây, chọn màu xanh studio luôn. Đấy. Trong đấy các bạn thấy chưa? Nó khử hết, gần như khử hết tất cả màu vàng. Các bạn thấy này, mình chỉnh luôn, xong rồi mình sẽ before after cho các bạn xem nhé. Mình sẽ giảm bớt contrast vì nắng hắt này, tăng shadow lên xíu này cho nó mềm này. Đấy. Đấy, tăng sáng lên xíu này. Đấy, cho căng luôn, cho cảm giác nó no căng luôn. Đấy, shadow lên xíu nữa, các bạn thấy chưa? Đấy, nhìn rất là mượt mà. Rồi mình sẽ before after cho các bạn thấy này. Đó, ok, đang là xong này. Đấy, như vậy là xong. Thì bây giờ mình hướng dẫn luôn các bạn là cách mình sẽ chạy ra vào trong cái phần mềm làm ra luôn, tức là phần mềm làm ra tự động luôn. Đấy, ví dụ như cái ảnh mình sẽ chọn một hai cái ảnh để mình đưa vào. Đấy, ví dụ như ảnh mẫu và ảnh cưới như thế này. Đó, mình vào Photoshop để mình làm ra tự động luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái Photoshop, mình mở hai cái ảnh vừa xong lên đây, mình sẽ vào Photoshop và mình sẽ chạy cái phần mềm làm ra tự động đây. Thì cái này mình mua của anh Hoàng Phúc và mình tặng kèm cho các bạn.
các bạn chỉ việc là vào phần trong cái bộ phần mềm đó mà các bạn cài thôi, có cái file cài đặt rất là dễ dàng. Đó. Thì ở đây các bạn ví dụ như các bạn không phải làm gì hết, các bạn chỉ có mở ảnh ấy lên và các bạn sẽ chạy cái ra tự động này, khoan nhá, đó, các bạn bấm vào ra tự động này, đó nó đang chạy mà mình không phải làm gì hết các bạn nhé, nó tự tự động chạy thôi, nó sẽ cho ra cái kết quả của nước da đừng làm mịn, mình cũng không phải chọn vùng da gì cả. Rồi như vậy là nó chạy xong các bạn nhé, đấy mình không phải chọn vùng da gì cả thì đây nó đã làm da cho mình này, mà cảm giác là làm rất là tự nhiên, làm rất là hay. Thì các bạn có thể muốn tăng cái độ mịn cho nó tăng nhiều hơn thì các bạn có thể chỉnh cái opacity này cao lên, nó là 40% nhưng mình tăng lên tầm khoảng 90 hoặc 100% các bạn sẽ thấy này. Đấy, nó sẽ mịn hơn thấy chưa? Đấy. Đấy, khá là nổi ha. Tương tự như thế với bức ảnh cưới này chẳng hạn, mình cũng không phải làm gì hết, mình không phải chọn đến vùng nào cả và mình chỉ việc bấm vào vùng ra tự động đó và nó chạy thôi, và coi như là chạy xong, và mình sẽ thay đổi cái opacity cho nó cao lên thì nó sẽ mịn hơn. À, các bạn này thấy chưa? Đó, các bạn thấy hiệu hiệu quả của vùng da này. À, mình thay đổi nhé, thấp này, cao này, thấp này, cao này. Đấy, sẽ khử đi cái những cái độ và để cho cái nền da rất là tự nhiên. Rồi, đấy là ok. Đấy là mình đã test xong cho các bạn phần làm da tự động và cái preset màu để các bạn thấy được cái bộ preset này nó có đáng để mua hay không. Đấy, thì cái màu này thì nó đang rất là hot, thì ở đây mình bán lại cho các bạn, thì các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể ủng hộ mình, và cái thư mục của mình các bạn khi mà các bạn mua thì mình sẽ có như sau. Đây là cái bộ của mình để cho các bạn đây, đó màu Filmery, màu xanh pastel và màu một cái phần mềm da tự động này mình tặng lại các bạn, đi kèm với hai cái bộ màu này để các bạn có thể sử dụng, các bạn chụp mẫu, chụp chân dung hay chụp phòng sự cưới đều ok hết, tất cả thứ mà các bạn cảm thấy hợp lý ha. Rồi, cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt.